khi tính đầu cơ của thị trường chứng khoán đẩy lên cao trào nhất thì khi đó giá cổ phiếu nó sẽ biến động một cách thất thường nhất khi biến động một cách thất thường nhất thì lúc đó dễ kiếm tiền và dễ mất tiền nhất và nhân câu chuyện của thời điểm hiện tại khi thị trường chứng khoán giảm mạnh thì hãy chú ý và cẩn trọng về bảy cổ phiếu bứt đỉnh được ra đời và chào mừng tất cả anh chị đã đến với đầu tư chứng khoán cùng Quang Dũng. Ngoài những chiếc sẻ mỗi tối 8 giờ tối trên YouTube, dù còn viết ra những mặt sáng, mặt tối các kiến thức vận động trong đầu tư trên website Quang Dũng Stock.com một kiến thức trong đầu tư, các anh chị cũng đó đọc. Như những sự lặp đi lặp lại có chủ đích của Dũng về tư duy, tư tưởng và công cụ của đầu tư, Dũng mong các anh chị có thể đi được một con đường đúng hơn về bản chất của đầu tư. Vậy bản chất của đầu tư đó là gì? bản chất của đầu tư khi đó là chúng ta đi tìm một cái món nào đó nó hời cái món nào đó nó ngon cái món nào đó nó hấp dẫn như khi cái gì nó ngon cái gì đó nó hấp dẫn cái gì đó nó tốt mà ai ai cũng thấy tốt dũng cũng thấy tốt anh chị cũng thấy tốt tất cả các nhà đầu tư cũng thấy tốt báo chí đều nhắc công khai và đồng loạt thì thực ra những thứ đó nó hết tốt rồi và nó hết ngon rồi đừng mua cái gì mà ai cũng thấy nó ngon ai cũng thấy nó ngon thì thực ra nó đã hết ngon rồi và để đạt được thành công trong vấn đề về đầu tư Dũng tin luôn chúng ta cần quay lại bản chất đúng của đầu tư Mua cái gì mà người ta chưa thấy Và bán cái gì mà ai ai cũng thấy thì đó mới đúng là bản chất của đầu tư Vậy hãy coi được coi anh chị đang sử dụng công cụ phân tích kỹ thuật và sử dụng chiến lược đầu tư cổ phiếu bất đỉnh Nó có đúng với bản chất đó hay không? Dù không nói cổ xí rằng tất cả anh chị đang áp dụng chiến lược đó Nhưng Dũng tin luôn có rất nhiều anh chị đã sử dụng chiến lược đó Và cũng rất nhiều anh chị có thành công nhưng cũng không ít người thua lỗ rất nặng về chiến lược mua cổ phiếu bất đỉnh Vậy mua cổ phiếu bất đỉnh tức là sao? tức là khi mua cổ phiếu giá cổ phiếu tăng giá trong một thời gian dài trước đó nó vượt qua những kháng cự, vượt qua những kháng cự và vượt qua những kháng cự thì đó gọi là những cổ phiếu bứt đỉnh. Những cổ phiếu này đặc thù của nó là quán tính tăng giá của nó duy trì và khi cổ phiếu bứt đỉnh thì tức là nó vượt qua những kháng cự trong một thời gian dài trước đó bằng những phiên tăng mạnh với một khối lượng cao. Thì đó là những cái lý thuyết của việc mà rất nhiều người đang sử dụng công cụ phân tích kỹ thuật Để đánh giá rằng đó là một phương pháp Trên thực tế thì bản thân Dũng nhìn vào cái phân tích này, nhìn cái chạc này thì Dũng cũng thấy ngon Anh chị cũng sẽ thấy nó đẹp Và mọi người đều kỳ vọng rằng à, cái cổ phiếu này đang tích lũy quanh vùng giá 30 này Và cổ phiếu đó vượt qua cái vùng giá 30 lên vùng giá 32 Thì kỳ vọng sẽ lên được 35, lên được 40 hoặc lên được 50 gì đó Dũng chưa nói về câu chuyện về dài hạn Nhưng bản chất của cổ phiếu bất định là như thế chúng ta mua cổ phiếu ở vùng giá 32.000 nó sẽ chắc chắn hơn so với việc chúng ta mua cổ phiếu ở vùng giá 30.000. Thì thực ra nó là một cái sự sai lầm. Tại vì tại sao 30.000 không mua mà 32.000 mới mua. Nếu như chúng ta mua 32.000 chúng ta đã mua cao hơn 7% so với những người đang tích lũy ở vùng giá 30.000 rồi. Mà chưa kể đó là mua 32.000 đã mua cao hơn gần 100% so với những nhà đầu tư mua ở vùng giá 17, 18 thậm chí 20.000 rồi. Thì đấy là bản chất của đầu tư và thực tế thì nếu như mua cổ phiếu càng cao hơn thì rủi ro nó sẽ càng lớn hơn thôi. Và khi cái rủi ro của nó càng lớn hơn thì lúc cao trào nhất sẽ là lúc rủi ro nhất Để dùng phân tích với anh chị về tâm lý và hành vi đám đông như sau Bản thân cổ phiếu này cũng tốt, cổ phiếu này cũng tăng trưởng, ngành nghề này cũng là những ngành nghề triển vọng trong tương lai Tất cả mọi thứ nó đều hội tụ cả Nhưng chúng ta cũng cần phải để ý rằng những thứ chúng ta phân tích thì giá cả nó đã phản ánh hay chưa Nếu như cổ phiếu đó tăng từ 15 đến 20 nghìn mà giá cổ phiếu tiếp tục tăng đến 30 nghìn có những phiên tăng rất là mạnh như vậy những phiên tăng rất là mạnh như thế này tức là do quán tính tăng giá phụ thuộc rất nhiều vào khối lượng tức là phụ thuộc rất nhiều vào dòng tiền dòng tiền ở những giai đoạn bất định của cổ phiếu thường là những dòng tiền rất là mạnh rất là đột biến trong một thời gian rất ngắn thì đa số những dòng tiền này là những dòng tiền vay nợ và nếu như anh chị có để ý, có tin ý thì cái dư nợ của thị trường chứng khoán Việt Nam đã đẩy lên rất cao trong thời gian vừa rồi tăng khoảng 66% so với cùng kỳ năm ngoái. Dư nợ tín dụng, dư nợ margin tức là các khoản cho vay, các khoản đi vay của nhà đầu tư cá nhân hoặc là các khoản cho vay của các tổ chức tín dụng, các công ty chứng khoán cho vay. Thì đó chính là lý do để cho các cổ phiếu này nó có quán tính tăng giá và vượt qua những kháng cự. Thì đấy chính là lý do và thường thường những cái giai đoạn này là những giai đoạn cái tính đầu cơ nó trở nên cao trào nhất. Mọi người đi vay nợ nhiều hơn, mọi người cầm cố nhiều hơn, mọi người huy động vốn nhiều hơn vì mọi người thấy rằng là thị trường chứng khoán đang tốt hơn nhưng bản thân giá cổ phiếu nó luôn luôn phản ánh điều đó và có thể cổ phiếu bứt đỉnh nó sẽ tăng giá được trong một thời gian nhưng khi tính đầu cơ nó đẩy lên cao trào nhất thì lúc đó là những lúc rủi ro nhất dũng gọi đó là bảy nước rút của cổ phiếu lúc nào cũng có một quá trình cổ phiếu tăng giá mạnh tăng giá thốc để đẩy cái dòng tiền tham lam kích thích cái dòng tiền tham lam và huy động cái dòng tiền tham lam để có thể kiếm được tiền trong một thời gian ngắn nhưng trên thực tế đó là cái giai đoạn chạy nước rút của một cổ phiếu và khi cổ phiếu chạy nước rút thì tính đầu cơ đẩy lên cao trào mà dòng tiền đầu cơ thì nó không tồn tại mãi mãi, nó chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, nó đẩy lên một cái và nó sẽ rút dần, rút dần, dẫn đến giá cổ phiếu sụt giảm, sụt giảm và sụt giảm. thì đây chính gọi là bảy cổ phiếu bứt đỉnh và trên thị trường, thị trường chứng khoán ở thời điểm hiện tại Dũng nhận thấy có rất nhiều cổ phiếu dạng này, tức là các cổ phiếu vượt qua những cái vùng đỉnh cũ trong một khoảng thời gian tích lũy rất là dài và anh chị sẽ cảm thấy rằng là đây là những cơ hội rất là tốt, tốt để chúng ta có thể mua và kiếm lời trong một thời điểm ngắn hạn thì Dũng đồng ý có thể là những yếu tố đó có thể xảy ra hoặc không thể xảy ra nhưng bản thân nó đi ngược lại với bản chất của đầu tư bản chất của đầu tư đó là mua 40.000 trên 50.000 chúng ta bán còn bản chất của đầu tư đó là 50.000 anh chị chưa mua mà anh chị phải chờ vượt qua đỉnh tức là phải mua ở vùng giá 52.000 để cho nó chắc chắn thì thực ra đó là sự sai lầm trong vấn đề về đầu tư và đi ngược lại của quá trình gia tăng về tài sản một cách tự nhiên đó là cái câu chuyện mà Dũng muốn trao đổi với anh chị Vậy thì trước khi mà chúng ta xác định được việc chúng ta hình thành ra một tư duy và hình thành ra một cái cái giá trị cốt lõi của mình đầu tư á, thì Dũng luôn luôn trao đổi với anh chị như sau, giá cả nó luôn luôn song hành với giá trị của nó. Nếu như cái giá trị đó nó liên tục tăng thì giá cả nó cũng sẽ tăng. Nhưng đến một lúc nào đó thì giá cả và nó và giá trị nó sẽ gặp nhau ở một một điểm nào đó và một thời điểm nào đó. Thì khi mà cổ phiếu nó vượt qua những cái giá trị đó, tính đầu cơ nó trở nên cao trào hơn thì mọi thứ nó sẽ quay về cái bản ngã, quay về cái giá trị của doanh nghiệp. Vậy giá trị của doanh nghiệp đó là gì? Đó chính là hoạt động kinh doanh quý 3 vừa rồi của doanh nghiệp. Anh chị sẽ nhìn vào đó, anh chị sẽ thấy được doanh nghiệp mình nó đang có tốt hơn hay không, doanh nghiệp nó đang duy trì hơn hay không hay doanh nghiệp nó đang sụt giảm vì Covid-19. Thì đó chính là cái giá trị của một doanh nghiệp. Và giá cả mà nó vượt qua những giá trị. Dùng ví dụ, doanh nghiệp đó không tăng trưởng nhưng giá cổ phiếu tăng 10 đến 20% vì thông tin kết quả kinh doanh thì có phải giá cả, giá cả nó đã vượt qua giá trị không? Có những doanh nghiệp tốc độ tăng trưởng sụt giảm 70% vì Covid-19 nhưng thực tế giá cổ phiếu vẫn tăng thì lúc đó rõ ràng giá cả nó đã quá vượt qua so với giá trị thì đến một lúc nào đó về cái bản ngã giá cả nó sẽ quay lại với giá trị đó là cái ý nghĩa mà Dũng muốn trao đổi với anh chị về bảy cổ phiếu của bất định và một cổ phiếu bất Đỉnh đó là một cổ phiếu tăng giá dài trong một thời gian trước đó và một cổ phiếu tăng giá dài trong một thời gian trước đó thì đó là một cổ phiếu tốt tất nhiên Dũng đồng ý nhưng một cổ phiếu tốt mà ai cũng thấy tốt thì nó sẽ không còn hấp dẫn giá cổ phiếu nó sẽ không còn tốt nữa Dũng hy vọng anh chị sẽ thay đổi được bản chất của mình để đầu tư một cách an nhàn hơn, hiệu quả hơn, chủ động hơn và ít bị những sự sai lầm và bẫy bất định của cổ phiếu hơn. Trên đây là những quan điểm và chia sẻ ngắn của Dũng. Hy vọng có thể mang lại nhiều kiến thức và nhiều giá trị để gửi đến tất cả các anh chị nhà đầu tư để mở tài khoản tài chứng khoán FPT nơi phí dịch từ 0.15% về 0.1%. Tiết giảm chi phí vẫn luôn luôn là một cách để tối ưu hóa lợi nhuận. Nếu như anh chị vẫn chưa tự tin để có được một danh mục đầu tư từ 2020 kéo dài cho đến 2022 hãy sử dụng sản phẩm quản lý tài sản và tư vấn đầu tư của Dũng. Dũng sẽ là người thuyết trình thiết kế về một phương án đầu tư, một danh mục đầu tư. chắc chắn danh mục đó Dũng và cộng sự đã phân tích nghiên cứu rất kỹ. khi chúng ta chốt được các danh mục đầu tư, những phân tích chi tiết đó sẽ được gửi về bàn làm việc cho tất cả các anh chị. trước đây là lịch đào tạo của Dũng vào tuần này đầu tư chứng khoán cơ bản online tối 3/5/7 từ 7 h đến 10 h Dũng sẽ là người định hình lại rõ với anh chị đầu tư chứng khoán phải cần có phương pháp, không vội vàng, không nóng vội được phương pháp nó phụ thuộc vào bối cảnh bối cảnh hiện tại phương pháp hiện tại sẽ cho ra được danh mục đầu tư từ 2020 kéo dài cho đến 2022 mà chi tiết xin liên hệ với Quang Dũng qua số điện thoại 0933 687 436 Dũng xin hết